Chào các bạn. Bây giờ là 18 giờ 10 phút. Tức là 6 giờ 10. Ngày Chủ nhật 16 tháng 6 năm 2020. Tức ngày 11 tháng 5 năm Giáp Thìn. Bây giờ đang làm vụ vải thiều. Tuy nhiên, mất mùa đang thành cuối vụ các bạn ạ. Mình đi đường thấy nhiều gia đình tỉa rất mạnh dạn, tỉa rất sâu, cũng có người thì đốn tỉa thưa cành giống như quan điểm của mình, có người thì vẫn nguyên vườn, tóm lại là đủ các kiểu cả. Thì vấn đề tỉa và không tỉa nó xảy ra những hiện tượng như nào thì anh em chúng ta làm vườn đều biết rồi. Hôm nay vườn mình thì mình để kệ nhá, tháng 10 là một lần đọc cuối cùng, kệ là chẳng làm gì đâu. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ làm một video về các kiểu tỉa. Thứ nhất, cây đầu tiên thì mình để nguyên. Cây thứ hai là bấm dùng cưa cưa thưa cành. Cây thứ ba là đốn sâu. Và cây thứ tư là cây bấm kiểu truyền thống, đó là bấm ngọn nhưng mà để cành trong thân. Tất cả sang tháng 7, tháng 8 thì mình bắt đầu mình tỉa lộc trong thân nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Sau đó bừa sạch rác, bón phân, khơi thông công rãnh các kiểu cả. Tuy nhiên trong thời gian bây giờ là 6 giờ hơn 6 giờ 10 giờ, không biết còn kịp không, đến 7 giờ tối có kịp không, hoặc là để tối kệ nó nhá, mình làm tối mình làm để các bạn quan sát mình làm xem như thế nào nhá. Việc đầu tiên là mình dọn những cái cành cỏ rác nó vương víu, cành cây ấy. Bởi trước là mình bắt đầu tóm lại bây giờ mình công việc như sau. Thứ nhất, dọn sạch những cái cành trước mình đã cắt. Thứ hai, bừa sạch rác phân hữu cơ và NPK, và bừa lại cho đều phân. Tóm lại mình chỉ làm 4 cây thử nghiệm, cho nên không tính cái chuyện đầu tư. Tiền nong không là cái vấn đề gì cả, làm để xem hệ quả của nó xong như thế nào thôi nhá. Trước khi mình bừa thì mình mời các bạn đi xem cái thực địa cái vườn này. Hổ sắp đến đẻ các bạn ạ. Ôi, nó dạng mức độ như này cơ mà, mình đi nó tới bụng rồi. Ôi. Thì cái thời gian mà trước mình có chia sẻ là mình chặt thưa rồi, chặt thưa một lượt đấy các bạn ạ. Những cái cành bây giờ mình nhét vào cây. À đây, cây này có một điểm là như sau. Vừa rồi mình đào cái đường, mình làm cái đường lấy bùn, cho nên cây này ảnh hưởng một chút, khoảng một phần một góc, nhưng mà không ảnh hưởng gì lắm. Cây này mình để nguyên nhá. Thì tháng 8 mình
sẽ vặt toàn bộ lộc trong thân đi. Cây này để nguyên tán nhá, nguyên tán tháng 8 mới vặt lộc trong thân và tỉa thưa. Thì toàn vườn mình để nguyên đến tháng 10 mới làm, còn tháng 8 mình vặt lộc trong thân đi. Trước mà vặt như đã vặt được đâu, nhưng đến tháng 8 vặt hoặc bao giờ vặt được, bởi vì mình không có quả ấy. Nếu có quả thì chúng ta vặt quả trên tán, trên thân, ở trên đầu cành thì chúng ta vặt lộc trong thân đi thì nó sẽ bị khô. Nhưng mà vì mình không có quả nên bây giờ chúng ta vặt đi cũng chẳng sao. Cây thứ hai mình cắt thưa nhé. Đây, cây một mình để nguyên này, cây thứ hai cắt thưa. Cây thứ hai cắt thưa. Cây thứ ba thì đốn sâu. Đốn sâu, tức là hạ tán đấy. Còn cây thứ tư thì bấm trên đỉnh ngọn là bình thường. Đây, cây thứ tư bấm đỉnh ngọn nhé. Đấy, rậm mù này. Đây, các bạn nhìn này. Mù mịt. Còn toàn vườn thì mình để kệ đó nhé. Toàn vườn mình bây giờ có đi bấm được trong thân đi thì bấm. Bấm trong thân cho nó đầu cành nó khỏe. Bởi trong thân nó rậm quá. Năm ngoái ấy, đã đủ 3 lần lọc rồi. Đã đủ 2 lần lọc đẹp rồi. Vừa rồi lại mất mùa nó lại ra tiếp lọc nữa. Bây giờ lại... thì quy trình mình làm này như sau, mình đã nhặt một số cây vướng, bây giờ mình bừa sạch rác, sau khi bừa xong thì lại bừa xong này thì chuyển sang rắc phân. Khi rắc phân xong thì có thể khơi lại một số rãnh cho nó gọn gàng. Đấy. Bây giờ mình làm nhá, mình làm mình không nói nữa. Thì mình làm mình sẽ tua nhanh để tự tiện thời gian. Còn bây giờ thời gian bây giờ mình xem nào. Thời gian bây giờ khá muộn các bạn ạ. Thời gian bây giờ muộn lắm rồi. Xem thời gian nào nhá. Mười tám giờ 19 rồi. Hãy 18:19. Tức là 6:20 rồi. Bây giờ mình tiến hành đi làm đây.
cho các bạn nhá. Tối rồi, cái mai làm nhé các bạn nhá. Cái máy bừa mình vừa lắp lại cái cao su, mấy hôm nó giãn, thỉnh thoảng nó không cỏ nó dày quá, bừa nó hơi khó, chân chậm, mấy cỏ nó quá già rồi, từ trước Tết, từ khi làm hoa đến giờ quá già. Mấy nay đã rắc phân hữu cơ, các loại rác mục rồi phân hữu cơ chung chung và NPK cho khoảng độ một cái xô nho nho con xô xưa đựng vữa ấy. Thế mai mình lại kéo lại cái dây cô loa, và mai mình kéo lại dây cô loa này, mai mình kéo lại dây cô loa nhá, xong rồi mình bừa, sau đó mình đánh rạch, đánh rãnh, có thể mình bừa mình cẩn thận hơn, mình vét cả tất cả cái rác ở ngoài cho vào để lấp, rồi mình đánh rãnh cẩn thận. Tóm lại làm không tính, mình làm thử nghiệm chứ không tính cái chuyện lời lãi và công sức nhá. Thôi mình đang làm hai video, hôm nay video 1, mai video thứ 2 để cho nó cập nhật ngay trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn xem video nha. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng, vui vẻ và ngủ ngon nhá.